Chào các em. Dạ. Tiếp theo là chúng ta sẽ học tiếp cái tiết học là thuyết minh về danh lam thắng cảnh. Như vậy thì trước tiên các em hiểu thế nào là một danh lam thắng cảnh? Thì đây là một cái công trình kiến trúc mà người ta xây dựng. Thứ nhất là nó có yếu tố cổ, thứ hai là đẹp, thứ ba nữa là nổi tiếng. Vậy để thuyết minh về một danh lam thắng cảnh thì chúng ta cần phải đòi hỏi có những cái kiến thức nào trên lĩnh vực nào, thì các em sẽ được làm quen với cái văn bản Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Các em lật sách giáo khoa ra trang 33, trang 34. Cô mời mấy em đọc thầm ha. Và trước khi mà đọc cái văn bản này thì mấy em có thể xem cái bức tranh. Đây là bức tranh về Đền Ngọc Sơn và Hồ Hoàn Kiếm nè. Vậy thì ở đây người ta có thể hỏi các em đối tượng thuyết minh của văn bản này là gì? Qua bài thuyết minh em hiểu được thêm những kiến thức gì về đối tượng? Thì cái đối tượng được thuyết minh ở đây chính là Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Và khi mà mấy em đọc qua cái Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn rồi thì chúng ta có thể rút ra được cái nhận xét về đối tượng nè. Đối tượng thuyết minh của văn bản này là gì? Và qua bài thuyết minh em hiểu biết được thêm những kiến thức gì về đối tượng thuyết minh? Vậy thì nội dung ở đây được nêu rõ, thứ nhất là Hồ Hoàn Kiếm, thứ hai là Đền Ngọc Sơn. Vậy về mặt kiến thức thì mấy em thấy làm sao? Ở Hồ Hoàn Kiếm nè thì cho chúng ta hiểu biết thêm về nguồn gốc, thứ hai nữa là về tên gọi. Vậy thì về nguồn gốc thì mấy em cũng biết được nữa, đó là nó có được là vài nghìn năm tuổi. Còn về tên gọi thì nó có những cái tên thay đổi theo từng thời kỳ. Đầu tiên là hồ có tên là Hồ Lục Thủy, sau là Hồ Hoàn Kiếm hay gọi là Hồ Gươm. Thì dựa trên cái sự kiện lịch sử là Lê Lợi chống giặc Minh đó, là được Lê Thận mà nhận cái lưỡi gươm ở dưới nước còn chui cươm trên rừng. Và khi có được thanh gươm này thì chúng ta để đánh đuổi giặc, đánh đâu thắng đó. Và cuối cùng nữa là có cái tên là Hồ Thủy Quân đó. Còn thứ hai là về Đền Ngọc Sơn thì xét về mặt nguồn gốc hay quá trình xây dựng thì chúng ta thấy nè, thì nó có điếu đài, cung Khánh Thụy, chùa Ngọc Sơn, rồi đền Ngọc Sơn. Còn về kiến trúc thì nó có nè, tháp Bút nè, đài Nghiên, cầu Thê Húc, đền và trấn Ba Đình đó. Như vậy thì dựa trên những cái kiến thức này thì chúng ta có được là dựa trên những cái lĩnh vực nào? Thứ nhất là về lịch sử, về kiến thức á. Còn về thứ hai nữa là dựa trên cơ sở tìm hiểu về qua từ Hán Việt, hoặc là trên lĩnh vực về văn hóa, hoặc là cuối cùng nữa là chúng ta tìm hiểu về kiến trúc. Mà muốn được có được cái những cái kiến thức này thì đòi hỏi chúng ta cần phải là tìm hiểu trên sách báo nè, rồi tra cứu nè, rồi học hỏi ở trên, nó có thể là qua cái phần báo đài hay là tìm hiểu học hỏi thêm những người ta hiểu biết, hay là trên phim ảnh, hay là có điều kiện hơn là chúng ta trực tiếp để quan sát hay là tham quan đó, nhân dân. Như vậy thì tóm lại xét về đối tượng thì chúng ta đã tìm hiểu đó là Hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Còn về kiến thức thì dựa trên cơ sở là lịch sử nè, từ Hán Việt, văn hóa, kiến trúc, và dựa trên nghiên cứu và sách vở hoặc hỏi han quan sát, đó là những cái mà cốt lõi cô chốt lại. Và tiếp theo thì người ta hỏi các em là bài viết này này sắp xếp bố cục theo trình tự nào. Thì ở bài viết này nó có ba đoạn tương đương với ba ý. Đoạn 1 là giới thiệu về Hồ Hoàn Kiếm, các em nhìn vào sách coi có phải không. Còn đoạn 2 là giới thiệu về đền Ngọc Sơn. Đoạn 3 là giới thiệu khu vực bờ hồ. Như vậy thì theo em bài này có thiếu sót gì về bố cục không? Theo cái kết cấu của một cái bài tập làm văn á.
Đó là thiếu phần mở bài và kết bài, nó chỉ có phần thân bài thôi. Như vậy thì dựa vào các bức tranh này, các em có thể bổ sung cho cô nè. Hãy quan sát những bức ảnh sau và cho biết em sẽ bổ sung thêm những chi tiết nào cho bài viết trên. Đấy. Giờ phần bổ sung thì mấy em có thể miêu tả vị trí của hồ này, diện tích, độ sâu qua các màu, quang cảnh đường phố quanh hồ. Như vậy thì ở đây nè, nó có những cái yếu tố nào để đáng cho chúng ta thấy được những cái nét độc đáo ở nơi đây. Chúng ta có thể xen lẫn cái phần bình luận và biểu cảm trong đó để tăng thêm cái sức thu hút cho người đọc về cảnh. Nó những cái nét gì nó gắn liền với mang yếu tố cổ, hay cái gì nó mới mẻ, hay có vì nó yên tĩnh, hay thu hút cái khách du lịch khi đến đây. Về phương pháp thì mấy em thấy trong bài viết này nè, nó sử dụng những phương pháp nào đó, có giải thích không? Có liệt kê không? Có dùng số liệu không? Có. Đấy. Như vậy thì qua cái phần này chúng ta có thể rút ra được cái ghi nhớ như thế nào khi mà thuyết minh về một danh lam thắng cảnh, cái kết luận của nó rồi. Cô mời một em đọc phần ghi nhớ nè. Giờ cô đọc luôn nha. Muốn viết một cái bài giới thiệu về một danh lam thắng cảnh thì tốt nhất phải đến thăm thú nè, quan sát hoặc tra cứu sách vở, hỏi han những người hiểu biết về nơi ấy nè. Thứ hai là phải giới thiệu, nên có bố cục đủ 3 phần. Lời giới thiệu ít nhất phải kèm theo miêu tả, bình luận thì sẽ hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, bài giới thiệu phải dựa trên cơ sở kiến thức đáng tin cậy và có phương pháp thích hợp. Lời văn thì cần chính xác và biểu cảm. Đấy. Bây giờ qua phần 2 là chúng ta luyện tập nè. Bây giờ từ cái bài tập trên thì bây giờ tôi yêu cầu mấy em lặp lại cái bố cục bài giới thiệu Hòa Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn một cách hợp lý. Có nghĩa là mấy em bổ sung thêm phần mở bài và kết bài. Bây giờ phần mở bài thì cái yêu cầu chung là giới thiệu nhìn bao quát về quần thể danh lam thắng cảnh Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn. Hai là đi vào phần thân bài thì các em dựa trên cái cơ sở 3 đoạn trích để mình xây dựng. Thứ nhất là vị trí địa lý của danh lam thắng cảnh. Thứ hai là thắng cảnh có những bộ phận nào ở Hồ Hoàng Kiếm, Đền Ngọc Sơn, nguồn gốc, quá trình xây dựng, tôn tạo, lần lượt giải thích, mô tả từng phần. Về không gian bao quanh Hồ Hoàng Kiếm, về cây cối nè, vị trí của thắng cảnh trong cái đời sống của nhân dân thủ đô cả nước, kể cả du khách nước ngoài. Còn đi vào phần kết bài là phần thứ ba. Cái phần này cũng là không thể thiếu trong cái phần bài tập văn đó nha mấy em. Vậy thì phần kết bài mình rút ra cái gì? Ý nghĩa lịch sử văn hóa của thắng cảnh, bài học về giữ gìn tôn tạo thắng cảnh đó. Thì đó chính là 3 phần cốt lõi mà chúng ta cần bổ sung. Tiếp theo bài tập 2. Thì bài tập 2 này do thời gian có hạn nên cô chỉ hướng dẫn mấy em thôi, là hãy giới thiệu trình tự tham quan Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn từ gần đến xa và từ ngoài vào trong. Thì chúng ta có thể tiến hành như thế này, cô gợi ý cho mấy em tham khảo nha. Thứ nhất là giới thiệu trình tự tham quan Hồ Hoàng Kiếm và Đền Ngọc Sơn, có thể sắp xếp theo thứ tự như sau: là từ xa thấy hồ rộng có tháp rùa, giữa hồ có Đền Ngọc Sơn. Còn đến gần là cổng đền có tháp bút nè, cầu thê hút nè, dẫn vào đền Ngọc Sơn. Hồ bao bọc xung quanh đền, xung quanh hồ có nhiều cây to. Còn một số bài tập dạ còn lại đó, mấy em về nhà chuẩn bị cho cô ở tập 2 trang 35-6. Hoặc là tìm hiểu đọc thêm một số bài về danh lam thắng cảnh như là Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam ở Châu Đốc, hoặc là Lâm Viên Núi Cấm ở huyện Tịnh Biên. Và cái bài mà tiếp theo để mấy em soạn đó là ôn tập về văn thuyết minh.
Thì cái phần này cô nói thêm với em, có thể mình lên mạng mình gõ vô rồi mình đọc, hoặc là cái phần văn bản thực dụng mà trước đây cô có đưa cho mấy em đó, thì mấy em có thể tham khảo cái phần chương trình địa phương đó. Nó có cái bài về Lâm Viên Núi Cấm với Miếu Bà Chúa Xứ đó, mấy em có thể đọc. Thì cái tiết học của chúng ta như vậy là kết thúc. Chào các em.